anh ý. Đang chỉnh ra xem nó vừa. Chỉnh ra cho vừa. Đúng chưa? Được chưa? Đẹp đấy. Sao mà mờ đấy? Sao nó bị mờ? Hết mờ chưa? Hết mờ. Nó vẫn mờ mà hay tại cái này. Ơ, rộng ấy chứ. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Quay rồi. Một, hai, ba. Xin chào các bạn. Mình là Nhật Linh. Mình là Hà. Hôm nay chúng mình... Bây giờ bọn mình đang đi đến lễ hội của trường. Lễ hội vào mùa xuân. Lễ hội tên là... Bi kịch quá. Và trước khi đến lễ hội thì mình mang quần áo đi sửa. Lễ hội này mỗi năm có một lần. Năm ngoái bọn mình đã cùng với một số người bạn khác bán cookie và bán bánh các loại. Nhưng không hề hòa vốn. Nhưng đó là một trải nghiệm tốt. Đây là khu Thùng Nê, khu quanh nhà chúng tôi. Đây có một nhà tên là Trung tâm Du học sinh Trung Quốc. Không biết là bán gì. Đây là quán champong và bán champong và đồ Trung Quốc các bạn. Đây là một quán bánh, tên là Sweet Roll. Chỗ này bán bánh ăn chay, chỉ là không đây không có không trứng, không sữa và không bơ. Đây là một quán Thái nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ đến. Chúng tôi rất muốn đến nhưng mà chưa bao giờ đến. Bên cạnh đó là một quán rượu. Đây là quán cắt tóc, nhưng mình chỉ cắt mái ở đây thôi. Mái tóc chỉ là 3.000 won. Chị có ý sơ. Chị có ý sơ. Chúng mình có chuyện muốn nói với các bạn. Mình đáng ra là nhận công việc đi làm thông dịch cho đoàn làm phim Tuổi Thanh Xuân 2. Đây là bọn mình vui lắm. Vui lắm, bọn mình về nhà để xem bộ phim đấy. Xem mấy tập liền. Không được nữa. Ôi vậy mặc dù không được hay cho lắm nhưng mà thôi cũng hay. Bọn mình đã cố gắng xem, bọn mình đã học hỏi. Bọn mình đã vô cùng yêu thích chị Nhã Phương. Oh shit. Em thấy không? Anyway. Bọn mình mất việc rồi. Vì người ta đã tìm ra một người khác. Có thể làm được đủ thời gian thôi. Chúng mình gần đến trường rồi. Đây từ phía này có thể nhìn thấy mọi người đang có một concert ở chỗ kia, có người đang hát. Đây là cổng trường đại học Yonsei, kia là bệnh viện Severance, bệnh viện như một hotel. Đúng mỏi tay quá chả. Mesmerize bởi vẻ đẹp của bản thân. Các câu lạc bộ sẽ làm những thứ như kiểu chụp ảnh hay là câu lạc bộ viết thư pháp hay là câu lạc bộ gì, nhưng mà ở đây có những câu lạc bộ như thức y remark, nhạc da đen, hoặc là câu lạc bộ hôm nào đi tuần nào đi club đấy. Ngoài ra có những câu lạc bộ như tên là youth hostel, ý là cuối tuần rủ nhau đi uống rượu rồi đi du lịch. Câu lạc bộ
bộ đạo múa điệu uống rượu. Câu lạc bộ đạo múa uống rượu ạ. Nếu các bạn đến Hàn Quốc lúc nào không? Hoạt động chính của các câu lạc bộ ở đây là điệu uống rượu. Nha. Họ họp với nhau trong vòng 30 phút nhưng mà đi uống với nhau đến tận sáng. YouTube 채널 하고 있어요, 저희. 제 친구 아니었습니다. 홍자 친구였습니다. 싸워? 뭐라고? 체력 빠뜰. 要请妹在找人。好，等副妹在的。哎，副妹在啊。chúng mình chuẩn bị ngồi với cả một số người Trung Quốc. các bạn Trung Quốc. Bạn nhau. Nha xin chào. Nha xin chào. Bây giờ. Bao số? Nha xin chào. 동영상. 왜 왜 왜? 왜 왜 동영상 왜? 왜? 유튜브에 올려고. 유튜브에 올릴 거예요. 어 진짜 올릴 거예요. 진짜 올릴 거예요. 저 베트남에서 유명해요. 아. 베트남에 유명해. 오, 헤이, 안녕하세요. 니하오. 니하오, 다이자하오. 자기소개. 아, 중국인이에요. I'm Chinese. 근데 왜 한국어 하세요? 아, 그럼 어떻게 말해야 돼? 나 여기 신장에서 온 사람 없는데? 나 여기 있잖아. 나 여기 신장에서 왔어. 나 나왔잖아. 칭나오잖아. 하얼빈 칭나오. 집에 칭나오 있어. 집에 칭나오야. 아, 동영상이야? 우리 집 칭나오. 칭나오 맥주입니다. 30페이지 써야 되는데 오늘 các bạn tin được không? Đây là một người Trung Quốc. Đây là một người Trung Quốc nói tiếng Hàn nhá. Đây là một người Trung Quốc nói tiếng Hàn. Chúng mình chưa gì cả. 여러분 이탈리아에서 다 외국인이에요. 한국인 하나 없어요. I'm from China. 야 한국어. Me too. 아니야 한국어. Me too. 나 한국어 하면 자막 해야 돼. 야링. 자막 해야 돼. 자막 해야 돼. 동기 형 부탁해. 영어로 해. 영어. 영어로 자막 해. 그러면 베트남어로. 중국말로 해. 알려줘. 야링. 베트남. 아. 어떤 거 알고 싶나요? 어떤 말을 알고? 안녕하세요. 반가워. 칭차오. 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 칭다오 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 아니고 칭다오 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 찍을 수 있어? 야 또 동영상이야? 동영상이에요. 어 계속 이거 양꼬치예요. 양꼬치 여러분. 양꼬치 양로우촌 중국인이 구워준 괜찮아 동산에 또 밀로라 라 메차이 가 많아 没摘到了。就两号人走了，就两号人走了。啊，我换了。già mấy tuổi rồi? Các bạn nghĩ ông già mấy tuổi rồi? Các bạn ơi, chúng tôi đã đến với quầy ăn của lễ hội này. Tôi giới thiệu các món ăn ở đây. Các bạn ăn chơi gỏm không? Đây là món takoyaki. Đây là món xúc xích. Mau ăn không? Hay là ăn không thì kìa. Ô, chắc à, chắc à. Mùi chứ, ăn vui à. Các bạn thấy đấy, có rất nhiều món ăn đa dạng ở đây. Chúng mình đang suy nghĩ xem là chúng mình sẽ ăn món ăn gì. Các bạn ạ, Hồng Trà bây giờ đang rất muốn ăn một vài món nhưng mà chúng mình không mang tiền mặt. Thế nên là bây giờ chỉ có nhìn bằng mắt thôi. Đây là món pa tròn. Bây giờ chúng mình không có tiền mặt nên không thể ăn gì cả. Các bạn, chúng mình không có tiền nên chúng mình không có tiền.
này chúng mình không mua được gì cả. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập khác trong chương trình truyền hình Bi Hài.